nhân gì bộ nhiều tiền lắm sao vậy? Uống tóc đổ tóc hoài. Châu Pha là linh hoạt lắm, giới tính cũng linh hoạt đó nghe quý vị. Giới tính gì ạ? Hả? Nói vậy đó hả? Rồi kìa Châu Pha vé kìa Châu Pha. Đó rồi, dạ ai chưa có vé ủng hộ Châu Pha đi nghe. Dạ người đẹp à, đẹp gái nhất trong đoàn của em nha quý vị ơi. Dạ người đẹp Châu Pha, dạ quê ở Trà Vinh, năm nay vừa tròn 26 tuổi đó. Năm nay Châu Pha muốn kiếm một anh nào về đó, gần ra mắt. Hả? À Cà Mau hả? Trời ơi, không hay gì hả? Có ngỡ Cà Mau nữa kìa. Lê Cần vé kìa, vé kìa, vé kìa. Phá đó, em kéo vàng luôn. Rồi bây giờ thì khán giả cùng tham gia tham dự. Và bây giờ mời mấy cô bé cầm cái tay bắt đầu. Do số tiền số gì đây? Số gì ra con, số gì ra, số gì ra? Số gì ra con, số gì ra, số gì ra? Tình yêu cho tôi chi nhiều ngày tháng, yêu cho tôi chỉ lắm mê say, đời tình yêu đẹp tươi đau và tươi mắng. Ghé luôn kìa, ghé luôn kìa. Người ơi cho tôi chỉ lời cay đắng, người ơi cho tôi chỉ cũng mê say. Để giờ đây ai cho tôi lời thơ mắng, để giờ đây ai cho tôi lắm phù hoa. Số gì ra, số gì ra? Rồi còn ai chưa bé cho tôi nói gì ơi? Mang gì đây xuống, gì đây mang, gì đây mang, gì đây xuống, gì đây. Bye.
gì đây, ba gì đây, ngài là ngài chờ tin anh ông cháu, yêu làm chi cho khổ đau triền miên, cô là chi người hay nói đi, nói ra đây cha vợ con sầu lây. 37, 37, 37, 37, 27, 25, 37, 37, 25, 15 mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, số gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, muốn sang thì phải lụy đò, muốn con hay chữ bắt đi dò lỗ câu, 21 vô, 21, 21, 21, 21, 21, số gì đây, số gì đây, con số gì đây, ngay gì đây. Qua. Mấy? 58. Có 1. 43. 2. 33. 3.
tuổi cấm nhung 21. Có được. Rồi, chọn 4 con số hợp đề hàm nha, con làm vé luôn quý vị ơi. Rồi, chọn con nào cũng được, chọn đi. Mọi thắc mắc thế nào vậy sao chúng em sẽ không giải quyết à? Rồi quý vị ơi, và quý vị mình mới thì tới nơi đấy quý vị mình nếu mà chưa có ghế ngồi thì mình có thể liên hệ với bên đây và có em cái áo vàng. Và quý vị có thể thuê qua một chiếc ghế mình ngồi cho đỡ mũi chân quý vị, cho nó thoải mái. Và một cái ghế là chúng em nhận lại là 5.000 đồng nha quý vị ơi. Rồi, rồi bây giờ mình rồi bây giờ quý vị cùng thăm trong tham dự luôn nha. Và nó tiếp tục nó bé làm 10.000 đồng luôn. Và bây giờ để khởi động cho một dòng loại với một ca khúc đầu tiên, mời quý vị mình cùng thưởng thức qua với tiếng hát của người đẹp An An. Vâng, và để lót lần cho vòng loại này thì anh An xin gửi đến tất cả quý vị một ca khúc được mang tên Quê Hương Ba Mì. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Chiếc nhẹ một đồng ngón tay ngọc tay ngà lên, sẽ có nhân viên bên dưới đến tận nơi tận chỗ phục vụ vé cho quý vị luôn ạ. Và ai đã có thể là đây này, Thảo ơi, chị Thảo ơi, quay qua đây luôn này chị Thảo. Dạ rồi quý vị ơi, ngay từ bây giờ thì tất cả chân tay của nhân viên của chúng em đang rảo bước thì còn sót rộng lên lại ban đó đấy. Bên đây luôn em ơi. Kệ Thảo chạy qua bên kia kìa. Dạ đợi cho em chút xíu nha anh. Em kia nhân viên chạy ra liền. Thì đêm nay cũng là đêm 28 Tết rồi, thì cô chú anh chị mình sáng giờ chiều tới giờ mình đi hội chợ hoa xuân, mình ngắm những cái cành hoa thì là đẹp, cũng như là những mà mình chụp hình check in tại nơi đây rồi. Thì ngay từ bây giờ cô chú anh chị mình ai còn đi xa tới muộn thì hãy tiến sâu bên trong sân bãi, lựa chọn cho mình một chỗ đứng, một chỗ ngồi thích hợp ha, để mình thưởng thức qua chương trình Lotto Show của đoàn Lotto Sài Gòn. Thôi bên kia kìa Thảo ơi, thì bên kia kìa. Rồi em lấy tiền. Chị Nhung ơi, tiến tới luôn nha chị ơi. Đó, mỗi một tờ lá vé bên trên chúng em á phát cho quý vị mình, em thu lại là 10.000 đồng để mình có được những cái món quà bên trên ban tổ chức đã bố trí cho quý vị mình. Đó là một con gấu lớn. Nếu như trong trường hợp cô chú anh chị mình đoạt giải mà mình không lấy con gấu lớn thì mình nhận giùm em 4 con gấu nhỏ nha quý vị nha. Đó, trên tay của người đẹp Châu Pha hết ghế chị em ơi. Rồi, còn 2-3 giấy nữa thôi quý vị ơi, ai thương tình tự tham gia tham dự luôn. Để bên trên chúng em nhả lòng cầu ra số cho quý vị mình dò luôn, không để quý vị mình chờ đợi lâu mà hoa mòn lắm thể nha quý vị nha. Còn bây giờ cô chú anh chị mình đã có lấy trên tay hết rồi, thì làm chung khoảng sáng chuẩn bị dò số. Quá trời nói nhiều nữa nha. Số gì bên kia em ba ơi, anh áo trắng nãy giờ đưa tay ta vẫn chưa ai bán. Tắt từ nhà thì cây vương từ nhà nghèo khó không tìm mà đồng thuê.
quê cho nhà giàu hòa. Khi sớm chiều nắng cỏ và trăng trâu, ngày qua tháng là dài như dầu trời nắng mưa. Rồi một số kia tinh trời sẽ đắng, và khi xin gần đánh cái bình tay vẽ thì bị bắt lưu đài. Đài xa cô đọc hát ngày mà đi tắm con người lắm. Con 15 số đầu tiên và nhà du lịch quên rượu. Con 15, con 15, con 15, con 15, con 15, con 15 mấy chị ra. Mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra, số chị ra. Số chị ra, mấy chị ra, thơ là thơ phố cơ ngã. Bao kiến sắc không nên đàn, dạo ra lúc trong tình bạn. Nắng cánh mơ vàng, cho gian vàng hoàng cao tư tươi. 34 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
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi làm lại nha. Lên lại. Trời ơi, ngựa này ngựa thiến luôn, cái đực gì nữa. Trời đất quỷ thần ơi. Thầy giống con ngựa bà. Không có được chứ chứ. Làm lại nè, làm lại nè. Ngựa đực nha. 1, 2, 3 vô lại. Vô anh ơi. Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi mà ngỡ có vô. Cái này là con heo. Con heo ăn cam. 28 là tâm che trời ơi. Rồi 28 chữ thôi đã có một chủ nhân đọc giải. Danh ba chi bảy mình ai đọc giải tiếng nằm lên sân khấu giùm em à. Rồi nha. Đó, một chàng trai nữa. Rồi lẹ làng lên hai chủ nhân ha. Rồi để tiếp tục chơi dòng loại nữa. Các người đẹp chúng em đang gạo bước phục vụ cho quý vị mình dòng loại mới à. Trời cháy không chúng mà. Vâng, vâng, mời trong lời ký hiệu 2098. Có một con ngựa mà mặc áo trắng là sập đỏ là đúng ký hiệu rồi đó. Rồi cái số mấy vậy hết thấy đường rồi. 28 vừa kêu qua. Có 1 16 có 2 31 có 3 sau cùng. Đúng một. Có đủ. Rồi đủ. Rồi chủ nhân thứ nhất, chủ nhân tiếp theo 2099. Rồi đúng ký hiệu. Rồi 28. Ui dạ có 31. Cái gì má? Cái này còn dữ hơn, cái này số 1. À, có luôn. Sao còn 16 hợp lệ? Hợp lệ. Rồi ký hiệu 2099 thì đúng ký hiệu 28. Có 1 16 2 30 3. Cái này mới dữ nè, 60. Trời ơi, lụm gạo. Rồi ba chủ nhân giờ quay số nha. Rồi bước qua đây nhận ba con banh giùm em ha. Hai số lớn sẽ nhận qua con gấu lớn. Rồi em nghi là áo trắng với sọc đỏ này là số lớn rồi nè. Cầm. Rồi ơi. Dạ anh là anh đưa anh qua số 70 nè. Rồi. Ủa 70 gì má? Ủa vậy hả? Số lập cầu gì vậy? Chưa cho cấu chứ vậy anh số mấy vậy? Rồi 51 rồi về đi cục vàng 32. Rồi về đi cục non ngồi 24 về đen ngồi. Rồi ai lấy gấu lớn? Áo đen hả? Trời ơi, ông bự như con gấu luôn vậy đó. Rồi. Chở không quên phục vụ cho quý vị mình dòng loại mới luôn. Cả nhà mình thân tình ủng hộ nhất nhà một ngón tay lên giùm em luôn ha. Lấy bốn gấu nhỏ hả? Rồi ok, lấy bốn gấu nhỏ đi anh. Chia gì mấy đồng tiền. Để người có người không thì mất công nó quýnh lộn. Rồi, rất bây giờ mới đi mình trở lại với chương trình ca nhạc với tiếng hát của người đẹp Ngọc Nhi. Lần trước nhìn cho vòng loại tiếp theo thì em xin trình bày một ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh.